Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Đấu La Đại Lục. Trong tập trước, Đường Tam đã giết chết ba con Thiên Quân Nghĩ Hoàng, sau đó hấp thu ba cái hồn hoàn. Việc cùng một lúc hấp thu hồn hoàn như vậy là quá nguy hiểm, linh hồn và tinh thần lực liên tục bị công kích. Sau một hồi thì cũng không chống đỡ nổi nữa, thân thể hắn ngã xuống. Đúng lúc sắp xuống đất mẹ thì hắn nhớ lại khẩu quyết tu luyện của Đại Tu Di Chùy. Hắn cầm lấy Hạo Thiên Chùy, cơ thể bạo phát sức mạnh rồi cầm Hạo Thiên Chùy tấn công liên tục, thành công đẩy lùi sự kháng cự của ba cái hồn hoàn, sau đó tiếp tục hấp thu. Nói một chút về Đại Tu Di Chùy, cái gọi là Đại Tu Di Chùy là cô động hồn hoàn mà bản thân sở hữu làm thành một thể, toàn bộ rót vào Hạo Thiên Chùy, hóa thành sức mạnh thuần túy nhất. Hồn hoàn với Đại Tu Di Chùy cũng giống như cuồng phong với lá rụng, hai thứ này có liên quan mật thiết với nhau, bổ trợ cho nhau. Quá trình hấp thu cuối cùng cũng tiến vào giai đoạn cuối cùng, ba cái hồn hoàn nhanh chóng tiến nhập vào Hạo Thiên Chùy, động tĩnh gây ra quá lớn, đất đá bên dưới bị nứt ra. Rất nhanh cũng thành công, việc cưỡng ép hấp thu ba cái hồn hoàn 9 vạn năm cùng lúc khiến hắn bị hồn hoàn phản phệ, hồn lực trong người hao tổn không ít. Vậy nhưng trước mắt cũng không phải là lúc thích hợp để điều hòa. Tuy nhiên, đúng lúc này biến cố lại xảy ra, một cái lông vũ màu vàng xuất hiện, vừa nhìn liền biết lông vũ này chính là tượng trưng cho Thiên Sứ Thần. Bầu trời đột nhiên lóe sáng, một thanh kiếm khổng lồ gọi là Thần Thánh Chi Kiếm giáng xuống bên dưới. Đường Tam ngay lập tức sử dụng Hải Thần Tam Sáu Kích ngăn cản đòn tấn công. Sau đó, hắn thừa cơ hội chạy ra xa, tránh khỏi mũi nhọn tấn công. Mấy năm trước, tại chiến dịch thiên đấu, hắn từng gặp chiêu thức này, nó là hồn kỹ thứ 5 của Thiên Nhật Tuyết. Dưới sự gia trì của lĩnh vực bản thân, mạnh mẽ vô cùng. Hôm nay tuy không có lĩnh vực phụ trợ, vậy nhưng uy lực lại mạnh hơn trước kia. Ngay khi chiêu thức của hồn kỹ biến mất, thì một chiêu thức khác lại được tung ra. Nhiều vòng tròn sáng xuất hiện, từ bên trong vòng sáng đó phóng ra rất nhiều thanh kiếm, hướng thẳng mũi nhọn đến vị trí của Đường Tam. Đường Tam dễ dàng ngăn cản toàn bộ, chỉ với chiêu giao thủ nhẹ vừa rồi, hắn liền cảm thấy thực lực của Thiên Nhận Tuyết đã sâu không lường được. Thiên Nhận Tuyết nhanh chóng có mặt, vừa đến liền không quên chào hỏi lâu ngày không gặp. Đường Tam hỏi thăm ngược lại, lâu ngày không gặp xem ra đối phương đã có thay đổi rất lớn. Thiên Nhận Tuyết cũng khen ngợi ngược lại, bản thân hắn cũng vậy mà, đồng thời hấp thu ba cái hồn hoàn, dùng phong thái hùng bá thiên hạ khiến nó thần phục. Chỉ sợ, dù là đám cường giả thần cấp trước kia cũng chưa từng có trải nghiệm như hắn bản nãy, điều này không thể không khiến nàng nói ra hai chữ bội phục. Đường Tam rất tò mò vì sao đối phương lại biết mình ở chỗ này. Nàng ta cho biết hắn tự cho rằng hành tung của mình bí ẩn, vậy nhưng thực ra mọi thứ sớm đã nằm trong sự quan sát của nàng. Lời vừa mới dứt liền khiến cho Đường Tam giật mình. Hắn không ngờ nàng ta lại có thể theo dõi hành tung của mình mà mình lại không hề hay biết. Có hai khả năng có thể xảy ra, một là kỹ năng hồn cốt. Nghe nói Vũ Hồn Điện có được 6 khối hồn cốt truyền thừa ngàn năm, lúc cô ta ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà đã sử dụng một khối trong đó. Kỹ năng này có thể là nằm trong 5 khối hồn cốt còn lại. Còn khả năng thứ hai thì bản thân Thiên Nhận Tuyết cũng giống như hắn, đã mở ra con đường thành thần. Dù là tình huống nào thì với tình hình trước mắt cũng là vô cùng nguy hiểm. Thiên Nhận Tuyết lên tiếng thừa nhận, chiến dịch cung biến thiên đấu mấy năm trước, nàng đã thua trong tay hắn. Hôm nay phải ở ngay đây đánh một trận công bằng với Đường Tam. Đường Tam đối đáp ngược lại, đối phương đã tận mắt nhìn thấy hắn hấp thu hồn hoàn thì nên biết hắn đã bị phản phệ. Thiên Nhận Tuyết muốn đường đường chính chính đánh bại hắn nên tự nhận mình sẽ không thừa nước đục thả câu. Nàng muốn làm một ván đánh cược, không muốn đánh nhau bằng hồn hoàn hay hồn kỹ mà so vũ khí, lấy Thiên Sứ Thanh Kiếm do gia tộc truyền thừa đấu với Hải Thần Tam Sọ Kích. Điều này đối với Đường Tam thì đúng là có lợi, nhưng hắn lại cảm thấy thắc mắc, rõ ràng là Thiên Nhận Tuyết đã chiếm mọi ưu thế, vậy tại sao lại đưa ra giao ước kiểu này, là truy cầu sự công bằng hay là có ý khác? Biết đối phương còn đang thắc mắc nên Thiên Nhận Tuyết lập tức lên tiếng, nếu muốn hắn chết thì nàng cần gì cho tới bây giờ. Như vậy cũng đủ để thấy thành ý của nàng rồi. Đường Tam biết hôm nay sẽ không thể tránh được một trận chiến nên lập tức đồng ý. Người nào để cho vũ khí tuột khỏi tay trước sẽ thua, cả hai cùng một lúc bộc phát lực lượng. Tam Sọ Kích trên tay hắn đột nhiên rung động, thần niệm hải thần lưu lại sinh ra cộng hưởng với Thiên Sứ Thanh Kiếm của nàng ta. Thiên Nhận Tuyết cũng cảm ứng được điều tương tự, cả hai đều rất thắc mắc. Ngay sau lời bắt đầu, Thiên Nhận Tuyết cũng lao lên vùng kiếm tấn công kịch liệt. Đường Tam dường như hơi bị lép vế, sức nặng của Tam Sọ Kích có thể phát ra uy lực phi phàm, mà thanh kiếm trong tay nàng ta lại có thể chống lại. Hắn dự đoán nó cũng là thần khí. Lúc này Thiên Nhận Tuyết cảm nhận được thanh kiếm của mình còn lưu lại ký ức lúc trước của Thiên Sứ Thần. Lúc đó, Thiên Sứ Thần và Hải Thần từng cùng nhau chiến đấu, tiêu diệt kẻ ác. Tuy hai người bọn họ đều đã là phong hào đấu la mạnh nhất đương thời, vậy nhưng vẫn không cách nào trừ bỏ được tất cả khổ cực thế gian. Sức mạnh của hồn sư cuối cùng vẫn là quá nhỏ yếu. Hải Thần thì cho rằng thế giới rộng lớn như vậy, sao có thể mọi chuyện đều nắm trong tay một người được chứ? Chỉ cần cố gắng làm hết sức thì giọt nước cũng có thể hợp thành dòng lũ.
khiến sứ thần lại cho rằng chỉ cần sức mạnh đủ cường đại, vạn vật đương nhiên đều nằm trong lòng bàn tay. Thứ nàng truy cầu là đỉnh cao tu luyện của hồn sư. Nếu như có thể đột phá cực hạn của nhân loại, biết đâu sẽ trở thành thần vạn năng bất tử. Hai thần cho rằng thành thần cuối cùng cũng chỉ là truyền thuyết. Nếu như thành thần có thể khiến thế giới trở nên tốt hơn thì hắn cũng bằng lòng thử một lần. Thiên sứ thần cũng kiên quyết, nàng sẽ không thua hắn, bản thân sẽ chứng minh thần có năng lực thay đổi thế giới này. Cả hai đều truy cầu con đường thành thần, giữa bọn họ là sự cạnh tranh nhau, không phải thù địch. Như vậy đã rõ, vũ khí của Đường Tam và Thiên Nhận Tuyết rung động vì sự cảm ứng này, cạnh tranh này. Tới đây thì tập phim đã hết rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, các bạn hãy đón xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!